chơi luôn đi. Nhau đi tình nghĩa anh em. Ôi ơi đâu mệt quá. Ừ, chấm vô nè. Ướp. Nè, cái uống này mới ngon nè. Ôi đổ đường không thấy không? Nè. Không ăn cơm luôn hả? Hả? Chứ ăn cơm sao? Nói mệt. Ừ, ngon vậy. Trời ơi. Ăn đi Quyến, ăn đi Quyến. Chấm vô nè, từ từ nè, từ từ nè, chấm nè. Quất nè. Trời ơi. Ngon vừa gì. Mai sớm nào mình đi câu cá à. Bốn người đi câu rồi. Có bốn cần à. Mai quyết định mười câu rồi. Có một cá chê hai cái không. Trời nó đã. À, mình chào các bạn quay trở lại với kênh YouTube mình nha. Hai anh em mình sẽ lột một ít đồ để nhậu chơi. Thì công việc thì cũng xong hết rồi. Bây giờ anh em sẽ vô làm mồi. Đó, ít đồ luộc cá với ốc đem trộn chung hết. Cái này là phải nói là đặc sản luôn các bạn ơi. Đặc sản dưới biển nha. Rồi đi, anh em ra sau. Tiếc nó trời ơi. Ốc này là ốc đủ loại nè các bạn. Sò lông nè. Trời ơi, con sò lông hết rồi, con sò lông ha. Đánh lưới là sò lông cũng lớn luôn. Cào nó cũng vô nữa. Ăn cái sướng luôn. Ốc này là ốc mỡ. Phải không? Con này là con sò dặn sò dẹo vậy các bạn. Quá trời bự. Không có bột ngọt luôn rồi các bạn ơi. Con này là con ốc gai. Còn con này là con ốc quắn. Cái đó là tôm tích nè các bạn. Này, ốc voi nè. Cá ghìa, cá đuối. Là trộn chung rồi hết. Mình chơi theo kiểu như buffet vậy. Mình luộc theo kiểu này buffet vậy các bạn. Nó phát hiện ra cái con này. Con sò ngỗng. Phải đâu. Chứ còn gì nữa? Thằng ẩm không có ghìa bự vậy đâu. Nó bự đâu, cái này nó xíu chứ bự cái gì. Nó ghìa này nè, ghìa sầu ẩm lúc nào nó cũng mỏng hết trơn. Cái này nó sâu nè, không phải đâu. Không giống thôi mà không phải. Nó biết tuổi game. Chúng ta luộc lên nè, thấy là sầu ẩm. Còn cái này con... thấy không? Ừ thì nó cũng hai loại, nó ngấy thôi. Gì? Biến đổi game thì nó ngấy thôi. Rồi vậy đi, cũng được con cái, rồi. Còn con này là con sò lông đực. Con này con sò lông cái. Đây cũng là hai loại bên đực bên cái này các bạn. Sò dặn sò dẹo vậy nè. Dặn cũng được mà gọi là dẹo cũng được ha. Con đực con cái. Thôi giống rồi mình để dưới trước đi Quyên. Chút nó chắc cho đều đều rồi cái cá mình để lớp trên rồi xong. Lột bản nồi này đi, con nồi này mình nấu cơm. Bây giờ tất cả cái đồ là đem qua bên ghe lưới ra ghe chuyển qua ghe em chỉ hết trơn này. Còn một số đồ ở đây là cũng còn thiếu hao hụt cũng nhiều lắm các bạn. Giờ không có bột ngọt luôn nè. Đâm với ớt mà không có bột ngọt luôn. Không có cái chảo để anh em mình chiên cá nữa. Đây bạn mình đang cho gạo để nấu cơm các bạn. Nước đó thì nước mình xài, mình lấy nước dưới đó. Nước đó là nước ngọt đó. Trời đồ còn tùm lum nó chơi lưu bu quá. Về xong rồi ghe lên này là phải dọn dẹp trước. Trước một ngày rồi xong bữa sau mới lên này á. Là không còn để lại cái gỗ nữa trên ta. Thì từ lấy đàn cái lùng nó đừng có đen á. Mực này cũng luộc kia là luộc chung là đen. Không để lên mặt á là không đen đâu. Không bao giờ để mực ở dưới đây rồi để cá trên mặt không bao giờ đen được, không bao giờ đen con cá. Nhìn phải hấp hơi. Ăn từ từ ăn cá trước ha, mực sâu. Lại với ốc. Nó mẹ ơi. Đây là một số mực bầu của bạn. Bầu. À, mực ống tôm nào? Ô mực ống nè. Tôm đâu? Không đâu. Không lấy tôm hả? Không, không có gậy mà gậy nhỏ xíu à. Cái gì đó hả? Trời cái gì đấy mệt. Nó gậy cái ống nó gậy mà mình tưởng là gậy quá. Nó nói rồi mà gậy. Đây là cái con một tuột. Một tuột nhỏ các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lót một lớp ở dưới. À, chúng nó lấy nước ấy nước giùm tí thôi quý ơi, đừng để nhiều quá. Nó ra cái nước thẻ mực đó. Mình rửa nước biển là mình cũng rửa lên nước ngọt các bạn, cái này là nước ngọt.
Ấy chậm nào hoài trời, cái ghẹ đâm cái hơi đuối á. Nay anh em mình ăn đồ luộc không à ha? Rồi nãy lấy miếng bắp cải về hấp một cái nó xảy. Còn không còn bắp cải không? Có bắp cải hả? Có bắp cải. Ủa nãy đầu tư là có đem qua đây chưa? Có miếng đầu tư nào nữa không? Tôi lấy bỏ chưa, còn đem qua đây cái nào đâu? Không còn miếng nào chưa? Miếng bắp cải rồi. Tao lấy bột ớt ra là tao phải mút lắm rồi đó. Gì? Lấy được bột ớt là mút lắm rồi đó. Có trong phòng bỏ gì nữa hả? Cũng gom còn cái gì. Rồi để mấy con tích luôn. Ồ, hai nồi quá đã. Giờ vừa đâm xong cái chén mưa ớt, giờ làm thêm một cái chén mắm me nữa nha các bạn. Rồi coi anh em ai thích ăn nào thì chấm đó. Rồi anh em thôi, anh em chén mắm mặn. Rồi, đồ chín ở trên nha các bạn. Không có đổ ai, không có đổ ai. Rồi, chú có dao không trời? Lấy cái vỏ xà lông rồi cắt luôn. Chơi kiểu mà sinh tồn luôn rồi đó. Ủa, cái này ngồi nó tóc luôn rồi. Để cá đi, chổng đi. Để cá đi. Ủa, chạy vậy ăn chổng hả? Không ăn chổng rồi. Nhét ít muối vào đi. Đưa giá đậu cho con điện này, con cá một bữa mai về. Phần này là để dành cho tài công nha các bạn. Tại vì chú mình mất lái rồi. Đang trên đường lái thì không thể ăn được. Hấp mồi lấy ghẹ, gậy ra lớn chơi đẳng ở đà uống luôn à. Ôi dồi, của người ta đó, bậy bạ chết à. À lấy cái đầu nhọn đó hả? Rồi. Cái đũa ăn cá đây từ đâu? Cái đũa ăn cá từ đâu? Tiếng đi biển đó nghe, mang tiếng đi biển đó nghe. Đi biển mà như ở trên bờ, mà ở trong rừng gì đó không có vậy chứ. Mang tiếng đi biển. Mồi rất là bén luôn. Cá đã ăn bốc luôn. Đúng bài luôn. Ráng chưa? Rồi lắm. Thôi bé. Ủa con ốc gai đó còn thịt không mà bỏ ra vô Quyến? Còn lấy là chạy ốc gai bự mà. Bé muối vậy kìa, ngon. Đây hồi cô cái. Ủa hai hòn này hòn. Hòn đó hòn đó lửa vậy tỷ. Phải không? Phải. Tới không chịu ơi. Đó lửa bên kia kìa. Không không. Ủa dắt bên đó hả? Bên đó đó. Nhưng mà ông nhưng bà bên đó luôn á. Rồi vô. Rồi mời các bạn nha. Tới không chịu rồi. Cay quá. Rồi biết cay sao? Đâu mấy trái ớt vậy? Đẫm luôn á. Trái. Trời ơi trời đâm năm trái ớt. Rồi mình làm thôi. Giờ anh em mình ăn bốc ha. Thiếu hụt nữa rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ nhờ anh em mình chạy cái con này ốc, gọi ốc gì tỷ? Ốc mỡ phải không? Ôi này nó ngon. Ôi cái bẻ càng là cái đồ cái ốc này. Quạt gạch kìa. Trời ơi, ngon vậy. Rồi rồi. Ăn đi Quyến, ăn đi Quyến. Chấm vô nè, từ từ nè, chấm nè. Quất nè. Trời ơi. Ngon dừa gì. Ngon gì. Sao Quyến, béo dữ không? Vẫn ngon rồi, béo vô nè. Trời ơi, gà tiết nữa kìa, ăn từng miếng thịt nữa phải kìa không? Dân biển chứ cũng phải ăn. Tiếp lắm, có mấy con rồi. Vô. Vô. Mình có chấm chưa? Anh em lâu lâu ra đây ăn nhậu gì mà vui các bạn. Nội bánh đâu mình đâu biết ăn cái nội bánh đâu. Cải ăn luôn đi Quyến. Mình đâu biết ăn cái nội bánh đâu, để bánh không à. Lấy ra trời. Đã tao nói sinh tồn mà muốn ăn sao ăn. Đó. Sống nhà ăn không thôi. Đâu có sống trời. Không sống. Chín rồi, chín rồi, chín rồi. Cải mà. Có cải, chín rõ ràng thấy không? Đâu có sống đâu. Đây, nè. Ốc gai để cho anh ăn nghe, không biết trên được có ăn. Ta mới lễ ra còn không biết được ăn hả? Ngon lắm, từ mập xíu lên. Có lòng mập từ thịt. Ăn cái này của này rồi nhân giải thiệt luôn nè. Ủa này anh em mình đi là anh em mình đi ăn mà. Ôi ôi Quyến. Chảy nước lên trên rồi. Kìa.
quá ơi, nó ngon. Trứng không gà. Đó. ai ăn mực để đường giống cả. Cái này có gì ngon. Cái này mới trứng dữ nè, cái này trứng dữ lắm. Hết có 2 con một à. Có 2 con đó hả? Bút đi. Ôi ơi nè, cắn này cái miệng đen cô lui luôn á. Còn nói gì nữa, còn một con kỳ rồi đấy, nó đây luôn à. Thôi ơi, đen lỡ ăn rồi đừng chấm vô luôn nha. Cái nào đen rồi lấy ra ngoài đen rồi thôi rồi đừng chấm. Con mực nó đỡ đường cho nó không đó tỷ rồi. Đây nè. Rồi rồi, quất đi, quất đi, quất đi. Chấm vô nè. Quất. Nè, con cái uống này mới ngon nè. Ôi giời, đường không nghe thấy không? Nè. Không ăn cơm luôn hả? Hả? Chút nữa ăn cơm sao? Ngon lắm. Mày có sẵn mà. Cá đuối à. Đây, bên đây là con cá đuối nè các bạn. Tôi có mong vụ về nhà ăn cơm. Nhà nằm ngủ. Vô. Rồi, vô. Vô. Để làm liền đấy. Rồi được rồi. Xé ra cho mọi anh em dễ ăn. Dễ bốc cái gì? Ừ. Đây anh em không có đũa, chỉ có một đôi mà duy nhất à. Chú ăn cá anh ăn bốc luôn. Còn con nào nữa không? Ê, đây phần này. Không có trứng à, biết rồi, không có rồi. Còn không có trứng. Không có đường rồi. Không có đường. Có tỷ ăn mới ngon. Ăn con trong miếng rồi. Đi nha. Ngon ha. Các bạn, à. Con này con mực lá nè. Nhìn đen lùi ở trong, đen ghê không? Ăn gì nó mới mát á, nó ngọt ha. Chỗ luôn đó. Chỗ không ra, gì cá nhóc chân đó không? Đang đây đâu? Đấy. Có ông đem dẹp á, kỹ á. Lỡ đen rồi nè, chấm đít. Ê, lá đen ăn không nha. Chấm đít nè. Nói gì? Nè. Ăn đâu đâu. Đây cào lụa nè các bạn. Là chanh chép. Cào đó. Cào đó là cào liên tục luôn á. Cào vừa lụa xong rồi lấy lên đầu lửa tiếp, lấy lên là lửa tiếp. Cái này sao chấm cái men ngon? Ngon. Ngon á. Cái men này thôi là tôi ăn. Chia nhưng mà chia sao? Cắn. Cắn cái miệng. Cắn cái tay giống trời. Hả? Ê, lấy cái vàng vàng ở đây. Chơi vậy luôn, bữa nay anh em mình chơi dơ luôn. đã lúc đầu ăn bắp rồi còn gì nữa. Mình đã ăn bắp rồi mà. Bắp thanh ốc. Con này con ốc ốc dồi nha các bạn. Ăn lấy cái phần mà thịt xanh xanh này ra nè, cái phần đó cái phần mặt của nó. Đắng lắm. Có da đẹp trơn rồi, đi qua bánh trơn rồi. Không thể tin được. Chơi luôn đi. Nào đi tình dễ anh em. Ôi ơi gì đâu mệt quá. Mai sớm nào mình đi câu cá à. Cũng người đi câu rồi. Trời, tôi sẽ ăn cái phần mà xanh xanh này nè. Phần này nó mát nè, ăn được phần này mát lắm nhưng mà nó hơi đắng một chút. Xuống ngồi luôn rồi. Rồi chết rớt luôn rồi. Rồi thái luôn. Chết rồi. Cay dữ lắm. Ăn thái là chữa thái rồi. Ngọt, ngọt rồi, cái này nó ngọt. Cay á. Rồi mình xin phép mấy bạn nha. Ăn chữa thái luôn nè. Bằng vậy rồi sao lấy mắm tình hình đó để vô. Chanh thêm mới được cái này mà uống nó chấm thôi ăn mặn nó ngọt sớm. Hơi nhẵn nhẵn xíu các bạn. Càng la. Vô miếng đi. Chén này chén muối ớt á. Mà tại vì không có bột ngọt. Bột ngọt thì chuyển qua bên ghe bên lưới ghẹ hết à. Không có bột ngọt cho nên anh em để thêm ít muối tây ninh vô. Muối tây ninh muối chấm trái cây á. Để vậy cho nó có vị ngọt ngọt. Chung bây giờ anh em là không còn gì, đũa không có nè, dao không có nè, không có bất cứ gì, gao gác cũng không có luôn. Đứa con nè. Ăn là toàn ăn đồ. Đồ biển lên không à, đồ tươi không à. Ê, chừng cái càng lên, để chúng nó lấy ốc, đừng bỏ. Đây. Còn cái thịt của cái con sò quẹo, sò dặn như nè. Nó cũng tựa con sò lông nhưng mà nó dài hơn các bạn. Chắc ngon ghê không? Ăn con này... cái thịt nó dày lắm á, nó dai lắm. Ăn này nếu mà có khoảng 5 con ăn là ngán liền luôn. Rồi mà các bạn nha, chấm muối rồi cái đầu nó thấm vô đã. Đây con cá ghiền nha các bạn. Giờ mình sẽ review nó. Mình xin phép review nó. Rồi cái bạn này nãy mình ăn hết cái ấy rồi. Sang phần bên đây phần này thật nhiều nè. Wow. Cái miếng thịt nó trong ghê không? Chấm ớt ha.
Rồi mời các bạn nha. Mấy chấm này nó đắng đắng. Cay cay ngọt ngọt chua chua. Ui, cay cay ngọt ngọt chua chua. Không thế nào tả được. Rồi này bay, vô này bay. Yo. Rồi rồi. Xà lông hả? Xà lông cối. Cái này gọi là xà lông cối. Chấm từ từ vô ơi, chấm. Đây. Mời em nha. Rồi. Ôi, sướng. Cái gắn đã. Tả. Quyến hết chưa? Quyến còn lâu quá vậy? Còn cũng dở mà chứ. Ơi, ốc cũng còn nhiều ha. À, xà lông, ốc gai, ốc búa. Và bên đó cũng còn cá nhưng mà cũng còn khá là nhiều các bạn. Cá trong nhà ngọt ghê luôn, cá ngon ghê luôn. Nè. Tuy là thấy cái nồi nó đen đen dơ dơ chứ thật sự ăn rất là ngon. Mà nó sạch các bạn, đâu có gì dơ đâu. Cái đen đen là nó ra của mực đó, chứ không có gì dơ hết trơn ha. Đây coi thằng bạn mình ăn bóc nè các bạn. Ê, ông bỏ cái lượng bụng đi, nãy tôi ăn cái lượng bụng đắng quá. Mình đắng cái nhặn á. Đắng nhặn á. Dơ trong. Ừ. À, bỏ đó đi. Nãy lỡ ăn cắn ngay cái đắng. Vô ra vô miếng ơi, vô miếng ơi. Đại quá. Đại ăn ngoài này phải có chiếc chanh. Gì? Chiếc chanh gì? Nhúng vô tay. À, mình ăn bóc rồi phải có chiếc chanh nữa hả? Ăn này là kiểu, kiểu người tiền sử các bạn. Ê, cho cái máy nó làm gì ta? Để đâu mà ngoài trên nó tung đá xuống rồi nó tuyết thôi. Không, ghê luôn. Đó, cố gắng. Mà có đâu đá đó là đá nó bóc bên ấy đó, đâu có gì được việc quạt nó đâu. Thầy vô nè. Vô. Thầy vô. 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 Vô quý mày. Trời ơi. Ôi, mô. Trời ơi, cái này, cái miếng này ăn vô còn gì nữa. Đâu này lon nha. Đâu này đúng rồi thằng. Đâu này là thằng. Nấu cái mẹ cá nè. Không mà ăn được thì mát. Nếu mà ăn được mặt là mát à. Đắng bạc cố. Thì phải nó đắng là phải đắng, đắng nó mới mát. Không có nghe câu không? Rồi. Thuốc đắng phải giả tạm. Nghe cái cục gì? Nó bước ở đây nè. Ừ. Đó, Tuyên Quyến giải quyết. Ờ, nghe tao có ăn cái này quá. Ăn cái đó đắng. Nghe nói ăn cái này nó đắng. Ừ, cái đó béo dữ lắm nha các bạn. Đắng lắm. Cái đầu của con ốc, ốc voi cái đầu đó là béo nhất. Ôi, sướng. Mắc cái mớ vậy, giờ ông gửi khẩu trang, không biết nó để đó, không biết nực cái gì á. Béo dữ ha, cái đó béo dữ lắm. Ngon bá cháy. Ngon cá rồi. Ngon. Chúc anh ba họ hai hàng mặt trời ơi, anh xin video. Mùi rất là nhiều các bạn. Anh em mình lâu lâu ở trên bờ xuống ăn này ngon dữ dằn lắm. Còn nhiều khi á, anh em mình ở dưới ghe á, mà như ở dưới ghe khoan từng lễ đi là có bằng cái đồ này rồi, cái làm như mình bị dội hay sao á. Dạ. Ừ. Chứ mà lâu lâu anh em trên bờ xuống ăn này thì bá cháy luôn. Tại chị lúc vậy ta. Nè Quyến, quá trời ngon luôn nè. Ừ. Cô nè. Ui. À, thấy không? Nè. Ây da. Đây là con gì thấy mấy bạn? Con về về đặt đây đặt đây đặt đây chọc lắc lắc nó hơi nó gai còn chim chép bây giờ đó con có đây nè ôi ôi chấm vô rồi ai may rồi chấm cháy rồi chấm quậy 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 vô ngày mai để mình ăn gian nha con tí nha ôi ôi rồi quốc bởi ra con có nhà có cái gì mà ngon bằng tao ní ơi ăn mấy cái này đây này nướng tại chỗ mà nhậu có gì mà ngon bằng cái đồ mà tươi sống này rồi ha khổ lắm đây vô công nhận cái vỏ con sò lông bự ghê luôn. Có nhiều con bự hơn nữa các bạn, có nhiều con bự hơn cỡ bàn tay vậy nè, con chỏ vậy nè. Và chắc anh em mình xin phép ngưng cái các bạn ơi. Cái tấm nó có mở không nữa nè. Chung thì anh em mình người cũng được lon nữa là xong coi như là dẹp hết ha. Bây giờ cũng coi như là no rồi các bạn. Ăn ở tỉnh thôi chứ cũng không ăn quá nhiều đâu. Chưa bụng một chút nó về ăn cơm nữa. Rồi thôi chắc mình xin phép dừng video ở đây ha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sắp tới nha. Rồi chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye.